nên chọn laptop hay PC chơi game để có thể chơi game và làm việc? Đây là câu hỏi phổ biến nhất mỗi khi anh em nghe ai đó hoặc là cần mua cho bản thân mình một sản phẩm để có thể phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Nếu như nghe qua thì một số anh em sẽ nghĩ rằng có vậy thôi mà cũng phải nghĩ và phân vân. Thế nhưng thực sự có phải như vậy hay không? Hãy cùng mình phân tích ngay bây giờ. Với nhu cầu sử dụng phân vân giữa laptop, PC thông thường đều là những anh em nào mà đang cần sử dụng một cấu hình liên quan đến làm việc, chơi game hoặc là những cái công việc gì đó mà cần nặng yếu tố liên quan đến cấu hình và hiệu năng. Ngày xưa thì hiệu năng của laptop không cần phải bàn tới bởi vì sẽ luôn yếu hơn rất nhiều khi so với PC cùng tầm tiền. Thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại, khi mà các hãng laptop ra rất nhiều sản phẩm thì người dùng càng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, mức giá cái lẫn hiệu năng cũng đều tốt hơn. Dù gì thì với PC cũng sẽ nhỉnh hơn khi so với laptop bởi vì cái độ tùy biến khá cao, anh em hoàn toàn có thể tháo lắp những linh kiện cực kỳ dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Thế nhưng những cái mẫu laptop thì cả đồ họa cũng đã được những cái hãng cải thiện lên rất là nhiều, kể cả về mặt CPU, điện áp hay hệ thống nguồn cũng đều được cải tiến hơn. Thế nên anh em cũng không cần phải quá lo lắng giữa laptop và PC khi mà chúng ta quan tâm yếu tố là hiệu năng. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh nhu cầu sử dụng, anh em sử dụng hardcore này, sử dụng nhiều, cần một cái sản phẩm liên tục để render thì cái yếu tố mà anh em cần suy nghĩ là gì? Là nhiệt độ. Đó chính là về phần giới hạn của laptop. Khi mà những mẫu laptop hiện nay theo kịp những xu thế mỏng nhẹ, thế nên những hệ thống tản nhiệt luôn cần phải làm mỏng đi. Trong khi đó, những cấu hình được làm mạnh lên. Và anh em biết cái câu chuyện xảy ra là gì? Là cái nhiệt độ của sản phẩm khi mà anh em sử dụng liên tục trong một thời gian dài sẽ luôn bị cao. Và với những cái mẫu laptop không phải là laptop chuyên dụng thì chắc chắn đấy sẽ là một vấn đề rất lớn. Tuy nhiên thì với PC câu chuyện đấy sẽ khác đi một chút. Khi mà anh em thấy tản nhiệt được tặng kèm này hoặc là trang bị không phù hợp, hoàn toàn có thể lắp thêm những hệ thống tản nhiệt khác cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Còn nếu xét trên nhu cầu sử dụng của anh em là thường xuyên đi ra ngoài thì tính cơ động là yếu tố mà anh em cần quan tâm. Với laptop thì không cần phải bàn tới, quá tiện lợi và đơn giản khi mà chúng ta có thể cầm vào bỏ ba lô hay bất kỳ một cái túi nào chúng ta có thể mang ra ngoài và sử dụng và làm việc. Với PC thì chắc chắn sẽ không thể nào cơ động được bởi vì sẽ vướng phải hai yếu tố liên quan đến màn hình và những đồ ghia. Cuối cùng là về cái khả năng nâng cấp. Nếu mà mang ra để so sánh laptop, PC nâng cấp với nhau thì là hơi lạ một chút. Thế nhưng khi mà xét trên yếu tố sử dụng thực tế thì lại khá là gần đấy. Khi mà sử dụng laptop, anh em thường sẽ chọn trước những cấu hình bao gồm là RAM này, CPU, GPU, đôi khi là cả về phần màn hình nữa, anh em cũng đều phải lựa chọn trước, tức là những nhà sản xuất họ sẽ mang ra những cấu hình và anh em chỉ được chọn những cấu hình như vậy thôi. Tất nhiên thì vẫn sẽ có một số sản phẩm anh em có thể linh động và tinh chỉnh được về phần hiệu năng thông qua phần mềm, có thể cung cấp điện cho CPU ít đi hoặc nhiều đi. Thế nhưng về mặt cơ bản là cái hiệu năng nó sẽ luôn cố định theo thời gian và anh em sẽ phải sử dụng sản phẩm đấy đến khi anh em thay máy, hoặc là cùng lắm chúng ta có thể nâng cấp RAM, SSD, hết rồi, chỉ là đấy những gì mà một mẫu laptop có thể nâng cấp. Tuy nhiên thì với PC thì đơn giản hơn rất nhiều. Anh em thiếu ổ cứng thì có thể mua thêm ổ cứng, thiếu RAM chúng ta thay RAM, card họa hay CPU yếu thì chúng ta thay luôn một sản phẩm khác mạnh hơn vào, cực kỳ đơn giản, dễ dàng, thuận tiện. Tất nhiên thì khi mà anh em lựa chọn thì cần phải phân tích chính xác nhu cầu của bản thân là gì trước khi mua, thay vì tới tận nơi chúng ta mới quan tâm đến nhu cầu của bản thân hoặc là mua rồi mới biết nhu cầu sử dụng của mình là gì. Hãy mua PC khi anh em cần một sản phẩm sử dụng liên tục trong một thời gian dài, hoặc là cần phải thay phần cứng mỗi khi chúng ta cần một project mới khi là render, hoặc là chúng ta gọi là stream game, chơi game, cạc yếu thì chúng ta thay một sản phẩm khác, hoặc là chúng ta cần sử dụng những cái công việc nào đó liên quan đến cái mức nhiệt trong một thời gian dài. Laptop thì không có laptop nào chịu đâu, chỉ có những hệ thống PC hoặc là laptop phải rất chuyên dụng thì mới có thể sử dụng cho cái nhu cầu đấy. Còn khi anh em sử dụng cần một tính cơ động cao, nay đây mai đó thì chắc chắn chúng ta cần phải mua laptop rồi, chứ PC mang đi mang lại thì khổ lắm. Chúc anh em chọn mua được một sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất với nhu cầu của cá nhân. Hẹn lại anh em ở trong video sau.